Hôm nay thì ghé nhà bạn ở Thanh Hóa hả các bạn, ở Hòa Xuân. Mình tới lúc 4 giờ rưỡi. Rồi bây giờ rửa xe xong rồi, rửa sơ thôi cho nó sạch bụi cát xong rồi bây giờ thay nhớt ha. Nhớt thì ship ra từ mấy bữa nay rồi. Ship từ ở cửa hàng mình ở Hóc Môn ship ra ha. Đồ nghề thì mang theo cái cây cần này chứ lại cái đầu 17 là mở được ốc nhớt rồi. Mình xài nhớt Phúc 1550 nha các bạn. Và cái lỗ mà đổ nhớt nè. Lỗ đổ nhớt nè, khỏi cần quặng luôn. Đổ vô hết rồi các bạn. Không có hai lọc thì mình xài 2.4 lít ha. Chừa 100ml để có châm dọc đường. Rất là tiện nha. Xe Trung Quốc. Ô đô lúc thay nhớt là 5.665 cây.